Rồi, xin chào cả nhà. Mình đang có mặt tại thị trấn Bến Lức ha, trung tâm thị trấn Bến Lức, chỗ mà chuẩn bị lên cầu Bến Lức á, quá kẹt xe luôn. Rồi. Rồi, ở đây rất là hay, có các bạn trẻ tình nguyện viên phát nước cho mọi người ha. Bừng bừng sáng rồi. Hay quá, ở đây có tình nguyện viên phát nước cho mọi người. Thôi bạn nào kẹt xe, bạn nào người kẹt xe hết nước rồi vô đây nha. Có tình nguyện viên. Thôi hay quá, tình nguyện viên đang phát nước cho mọi người. Hay quá. Rồi, người này quá sức đông luôn. Người này nếu qua được cái cầu Bến Lức cũng ít nhất cũng cả 20 phút đến 1 tiếng. Thôi, nỗi ám ảnh của người miền Tây là mỗi lần về quê là qua cầu Bến Lức. Chưa có bài toán giải quyết. Bắt đầu thông thoáng dần rồi ha, thông thoáng dần rồi. Quá đông luôn. Rồi có nước ha, có nước cho mọi người. Thôi bà con nào khát nước vô lấy nước uống nha. Rồi để giải quyết bài toán mà không chặt xe ở Bến Lức, khi mỗi người miền Tây về quê dịp lễ Tết thì phải xây thêm cầu thôi, đơn giản phải là xây thêm cầu. Hướng về miền Tây thì chỉ có hai cái cầu, đó là cái cầu Bến Lức ở đây và một cái cầu nữa là trên quốc lộ N2. Nhưng mà thường tối người ta ít đi quốc lộ N2 vì vấn đề xe cộ, cho nên người ta đổ ra quốc lộ 1 hết. Bây giờ là hơn 8 giờ rồi mà còn chặt xe quá trời luôn. Người về còn đông quá luôn. Rồi các bạn tình nguyện viên đang phát nước cho mọi người. Hay quá. Có các bạn tình nguyện viên ha, phát nước. Đây là thuộc về thanh niên huyện Bến Lức. Một cử chỉ rất là hay, rất là đẹp. Từ đây lên cầu thì còn quá đông luôn ha. Bắt đầu dưới này là thông thoáng rồi đó. Dưới này là thông thoáng rồi nhưng chỉ còn kẹt một phím trên cầu. Rồi lấy nước đi anh ơi. Rồi có em đấy, gửi cho một chai nước. Cái đèn chỗ này nó bị mờ quá nên không chụp hình được. Bắt đầu chỗ này thông thoáng rồi ha, trên kia vẫn còn kẹt. Rồi có anh này cũng đứng lại chụp hình nhau ha, còn mình thì mình quay phim luôn.
Rồi dưới này là bắt đầu thông thoáng rồi, chỉ còn kẹt là phía bên kia cầu thôi. Rồi dừng clip ở đây, lên cầu quay tiếp.